Hiện tại bây giờ đang là 12:32 và mình đã lấy một con hàng rất là đẳng cấp từ tận bên trên quả Sơn Dương Tuyên Quang. Em hãy đón xem video của mình để biết cách chăm con chim này như thế nào anh em nha. Đây anh em ạ. Bóc anh em ạ. Con này đã gỡ xích anh em, nhưng mà mình đang tạm đây còn bé xa anh em nhá. Anh em nhìn nè, đẹp không? Chim rất đẹp. Đây gọi là con bé xa. Đang xích dây các kiểu để đủ hết anh em. Đây để nuôi xích là chính. Mà mình hiện tại mình bận nên là mình sẽ nuôi trong lồng. Đó, đẹp không anh em? Mình sẽ nuôi cho chính bước cho mát. Trời nước à. Đây nó vẫn đang hơi khép một chút. Em có thể thấy đồ có đây trong này vẫn còn hàng phun bốc của nó. Đây là một chiếc mũ nhá, để đi chơi. À em nhìn thấy ngầu không? Rất là ngầu. Mũ vào đầu nó để đi chơi anh em ạ. Ở đây một đôi chuông nữa. Em ấy có thể để chuông này dạy nó nha, buộc hai cái vào xong là nắc tay phát đó là nó đến, nó bay đến anh em ạ. Để check cách cho con chim săn nó bay ra ngoài anh em nha. Anh em phải kiểm tra dây giết các thứ cẩn thận nha. Đây nó đậu đây nhá. Thế là vẫn no. Xem nó kết thúc con mồi. Nó không để bỏ sót một tí nào luôn. Ăn rất kỹ. Kỳ. Đã xong. Không được. Đã xong. Sẽ kích hơn cả phá chân người gái rồi nha. Em cho tí nước đó. Đấy. Em sẽ bấm xem những video sau của mình để xem là nó chiến với con kia như thế nào anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem video của mình nha. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.